Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án 938 tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2021 và đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2018-2021. Đến dự của ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố qua 4 năm triển khai thực hiện hai đề án 938 và 939, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ và người dân trong cộng đồng, việc triển khai thực hiện hai đề án đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đối với đề án 938, các cấp hội đã triển khai thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chính gắn với chủ đề trọng tâm của hội: an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành với các đơn vị thực hiện tốt công tác triển khai hoạt động của hai đề án, hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung như phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm, phòng ngừa xâm hại tình dục, đối nước được 142 cuộc, gần 7.280 lượt người tham dự tập quấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình, trẻ em nói chuyện chuyên đề bình đẳng giới trong gia đình cho 400 cán bộ hội cơ sở, cán bộ bảo vệ và chăm sóc trẻ em phường xã, phổ biến văn bản pháp luật đến 52 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn cho trẻ em ở 7 phường xã. Ngoài ra, đề án cũng chú trọng xây dựng các mô hình câu lạc bộ vận động hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội với 9 mô hình, câu lạc bộ gồm 230 thành viên củng cố các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, kết hợp chăm lo cho 393 trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phát 3.450 phần quà cho trẻ vào các dịp lễ Tết phát 668 phần quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền trên 45 triệu đồng hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động mì, gạo, nhu yếu phẩm và một tấn rau củ quả, khoảng 100 triệu đồng, hỗ trợ gian hàng không đồng ở các phường xã, vận động các nhà hảo tâm 101 phần quà, hỗ trợ cho 150 chị em, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền trên 78 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình triệu phần quà sang sẻ, yêu thương, Hội vận động mạnh thường quân trao 140 phần quà cho người già neo đơn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 42 triệu đồng. Đối với đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội tiếp tục duy trì tổ phụ nữ cùng ngành nghề trồng rau an toàn. Tổ phụ nữ cùng ngành nghề mai duy trì củng cố tổ phụ nữ làm thuê nghề nông hội đã tạo điều kiện cho chị em tiếp cận với nguồn tín dụng thông qua hoạt động phối hợp với ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ dây vốn theo hình thức tính chấp cho 7 chị với số tiền 270 triệu đồng, kết hợp ngân hàng chính sách xã hội thành phố Châu Đốc phát dây cho 351 hộ dây với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Giới thiệu cho 3 chị khởi nghiệp với số tiền 105 triệu đồng, 119 chị tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân thành phố trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 939, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đề án 938, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ, tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2021.